Ôi một chú cá nhỏ nhỏ như con voi, ô kìa chú kìa. May mắn vừa là làm sao khi mà mới mở đầu của video này thôi là chúng ta đã có một con Kyogre God, một con Kyogre chúa. Không biết là tên của nó hùng hổ vậy rồi nó có mạnh hay không, hay là đem về xong nó cũng là làm bao cát cho mấy con kia nó đấm. Nếu mà đem về nó không mạnh thì tôi sẽ là người đấm nó. Theo thông lệ cũ thì chúng ta lại quăng bôn vào mặt nó, rồi nó lại thoát ra, rồi chúng ta lại quăng thêm mấy phát nữa. Cái vấn đề ở đây là tôi chỉ còn có 3 quả Ultra Ball với lại một quả Netball. À đéo còn vấn đề chỉ là anh em tôi xong rồi. Yeah. Mẹ con rùa. Mẹ con rùa ấy. Nhìn đéo khác gì đang lên thiên đường. Mấy con rùa nhìn như đang lên thiên đường ấy. Thành thiên sứ. Ok thì mục tiêu tối thượng của chúng ta hôm nay sẽ là đi tìm một cái aspect out để có thể trend level cho cả đám Pokemon cùng một lúc. Anh bạn Kyogre này thì nhìn trông rất là chiến nhưng mà mỗi tội càng nhìn càng giống bao cát. Nên thôi tốt nhất chúng ta không nên nhìn. Và tôi đã tìm thấy một du thuyền ở trên biển và biết đâu cái du thuyền này là tàu hải tặc của Goldie Roger giả trang thành, cho nên là tôi phải tra thử biết đâu ông giấu hoàng bia trong đây sao. Và tôi tìm thấy rất nhiều cái nịt cho nên là chúng ta rời khỏi đây thôi. Hiện tại là tôi đang trong tình trạng là thiếu bi, tôi không muốn chơi bắn bi được, cho nên là bây giờ cách farm nhanh nhất của tôi mà không cần phải đi lượm mấy cái pokechết là tôi sẽ đi đánh mấy cái này, đánh mấy cái đèn này để mà nó khi mà đánh xong nó sẽ cho tôi đồ. Và tôi sẽ dùng cái đồ đấy để bán cho mấy ông shop, rồi mấy ông shop đưa tiền túi, rồi tôi lại lấy tiền đó tôi mua lại bông của mấy ông shop. Má sao mình không cướp được ta. Và chuẩn luôn, nó cho rất là nhiều đồ. Đây có mấy cái đĩa và mấy cái viên đá, mấy cái kẹo rồi cái kiểu đó, chúng ta có thể bán mấy cái này. Một con Latias đã xuất hiện ở trong một cái đen nào đấy ở quanh đây, nhưng mà tôi làm biến kiếm quá cho nên thôi kệ mẹ nó, thả nó đi. Dù vậy thì tập trước thì tôi cũng đã bắt được một con Latias rồi. Và nếu anh em muốn xem tập trước thì tôi để nó ngay ở góc phải màn hình, nó có cái thanh trắng trắng nó chỉa ra, anh em có thể nhấn vào đấy. Nhấn đi. Ngồi xem lại đi, nếu mà chưa xem thì xem đi. Trở về màn hình game thì chúng ta có một con bot Magikarp. Đây rồi, rồi một con bot Magikarp Ray. Con này thì đánh sẽ khá là dễ. Sau khi đem nó đi chiên xù hấp xả thì bây giờ tôi đi bán mấy cái thứ mà tôi vừa nhặt được lúc nãy. Có mấy cái viên đá sau này có thể dùng để tiến hóa cho nên là tôi không có bán, tôi cất vô đây luôn. Thêm mấy cái đá mega nữa. Rồi bên này chúng ta có một con boss Zubat, tôi sẽ xuống tôi xử con này. Mày đậu má là đồ nó cho Sida vậy nè, nó còn chui xuống dưới đây. Và tôi đã tìm thấy một anh bạn NPC đang bơi ở dọc bờ. Và ở ngoài đời thì nếu gặp một người đang bơi thì chúng ta phải chào hỏi thân thiện hoặc là kệ mẹ nó đi chỗ khác. Nhưng đây là game. Ok, và đây là game, chúng ta thích làm gì thì làm, mà tôi quyết định tôi nhấn đầu thanh niên đó xuống dưới. Mình lại tiếp tục chuỗi ngày đi farm của mình, đánh vài cái đen, rồi quánh thêm mấy con boss. Có một con Suicune spawn ra nhưng mà hiện tại thì tôi vẫn chưa có mua ball, tại vì chỗ kia nó không có bán Ultra Ball, cho nên là tôi phải bỏ qua con này. Và tôi thì đào thấy một cái quặng nó gọi là Fairy Dust, một cái bụi tiên. Bụi tiên tại sao nó nằm dưới hang ta? Và cái bụi tiên này thì nó có thể dùng để chế cánh. Ủa, chúng ta sẽ được làm những chàng tiên có cánh. Tôi thích gắn tên lửa vô người xong bay hơn. Rồi lại bán đồ để lấy tiền, đây, lấy tiền mua bôn sống qua ngày. Còn cái waterfall này thì tôi nghĩ tôi nên cho con Kyogre học thì nó sẽ hợp lý hơn. Rồi đó, 5 triệu điểm sức mạnh. Hồi nãy thì tôi cũng có loot được một cái máy tray, tôi sẽ đặt ở đây. Ủa. Oh, thật là một kiệt tác nghệ thuật vĩ đại. Uầy, thật tinh tế. Thật kỳ vĩ. Bà mẹ nó sầm lông quá. Rồi và một con Regia đã xuất hiện. Và hiện tại tôi vẫn chưa bắt được nó, tại vì như anh em thấy lúc nãy thì cái chỗ hồi nãy ở nhà tôi nó không có bán bone. Nó không có bán Ultra Bone ấy. Cho nên là tôi không mua. Nên là giờ tôi đéo có bone để bắt nó. Cho nên chúng ta hãy kệ mẹ nó ở đó đi. Nó, một con Regia Scarlet. Và tôi đã lựa mấy con Pokemon ở trong PC tôi và tìm thấy con Bulbasaur này nó chưa có tiến hóa. Cho nên tôi lôi nó ra và cho nó farm level thôi. Đấy, cho nó tiến hóa lên. Và sau một hồi quay tay cùng với mấy cái đêm này thì tôi đã nhặt được khá là nhiều đồ. Và bằng một thứ tà ma kỳ dị quái thai quái vật gì đó thì con Regia nó lại spawn thêm một lần nữa. Thì tôi không biết là con này nó có ám tôi hay không. Nhưng mà không sao hết tại vì tôi có 1/2 thầy trục vong trong nhà rồi. Bây giờ chỉ còn kêu thầy nè bành trướng lên địa một cái nữa thôi là nó sẽ thanh tẩy hết. Ở đây thì có một bạn Shiny Dubider. Bạn này thì tôi khá là thích cái hình dạng tiến hóa là con Araquanid. Mà ở đây có con Shiny nữa thì ngại gì không hốt. May là chỉ còn có vài trái lúc mà lượm Pokechat nhưng mà tôi vẫn có thể hốt được nó. Nhưng mà lượm nhiều rồi nhưng mà vẫn chưa có tìm được một cái aspect all hay một cái aspect share nào thêm. Và chúng ta cũng tiến hóa luôn anh bạn Ivysaur của chúng ta. Thì từ một con ếch có cái nấm trên đầu thì có cái nấm trên mình thì cuối cùng nó sẽ tiến hóa thành một con ếch có cái gì dài dài ở trên mình. Nó là một cái cây anh em ạ. Một cái cây hoa rất là to. Và để tương xứng với cây hoa rất là to này thì cái mình con ếch này cũng rất là béo.
Sau một hồi chơi thì tôi mới nhận ra là mẹ con này nó bay được. What the fuck? Thế điếu mà con này nó bay được ta? Kinh khí cầu à? Nhìn có khác đéo về cái kinh khí cầu được vậy cánh không? Thì tôi đã đến sa mạc và tôi gặp được một cái đen của con Flygon. Rất nhanh chóng thì tôi đã cho nó đi về dị vãng và thu được một số thứ khá là thú vị, ví dụ như là con Gravy tôi nó lên level, nó có học được chiêu mới. Và chúng ta lại bán tiếp cái đống này. Rồi sau cả tỷ năm chờ đợi thì cuối cùng thằng cha này cũng bán Ultra Ball. Ok, bây giờ tôi sẽ đi lên chỗ Ultra Ball Hall này. Tôi sẽ đi qua cái thế giới kia để xem thử là bên đấy nó có gì. Ơ cái gì? Ơ vãi liền. What the fuck? Cái gì con người thằng nào đóng cửa em? Em có làm gì đâu sao mấy anh cắm cửa em đủ? What the fuck? Thôi thì chúng ta tạm thời đi chiều ở sa mạc. Ở đây thì nó có rất là nhiều Pokéjet. Nó ở khắp nơi. Và chúng ta có thể dễ dàng loot. Giống như ở bên thế giới bên cái gì? Thế giới Ultra ấy. Đấy, nhìn kia có... Ui. What the fuck? Holy shit. Mày có thể lại quái thai quái dị gì đây? Một con Salamence với lại Ho-Oh kết hợp lại với nhau. Mày có lẽ đây là một cuộc tình ngang trái giữa một con chim và một con rồng. À con Phượng Hoàng chứ, Phượng Hoàng với một con rồng. Ở đây thì nó lấy con Salamence làm gốc cho nên có lẽ là chúng ta sẽ lấy chữ rồng. Rồi chữ rồng bắt đầu bằng chữ R. Chữ R kết hợp với chữ Phượng Hoàng thì chúng ta có chữ Hượng Hoàng. Kết hợp lại chúng ta có Rượng Hoàng. Ok, con Rượng Hoàng. Đọc xong tên á, nghe cảm giác tiếng Anh nó còn dễ đọc hơn cái tên này. Rồi tôi đã gặp được một bạn bot Mega Slowbro. Con này thì khá là dễ đánh, được thêm một viên kẹo, một cái đá Mega. Ok, ngon. Sau đó thì tôi du lịch sang Savannah và gặp thêm một con bot Mega Blaziken nữa. Và bằng sự kết hợp của Kyogre và Giratina thì con Blaziken này đã trở thành một con Double Red. Tôi được thêm một cái con Super Rod nữa. Và một con Vitini đã spawn ra. Một con hình như là một Vitini bình thường ấy. Ok, đây, ừ đúng rồi. Vitini bình thường chuẩn còn nguyên gen không có thay đổi gì hết. Vitini thì nó sẽ có một cái skill để mà tăng kiểu tăng chỉ số cho mấy con Pokemon trong đội hình ấy. Má sao quả không được ta? What the fuck? What? Yo, what the fuck? Fuck. Shit. Ui. Kata. Ui. Đi. Fuck. Ok. Ok thì mình sẽ bỏ qua cái đoạn mà mình ngồi đánh con này xong rồi quăng bone không được. Tại vì đoạn đấy cũng chỉ toàn ngồi quay tay chờ thời thôi. Nên là các bạn thấy là mình bắt được nó rồi này. Ok, tuyệt vời. Ok đi. Oh, fuck. Fuck.